Cừu vui vẻ và sói xám, người bảo hộ của làng cừu. Tập 17. Hợp tác cùng người bạn cũ. Nơi này hoang vu hẻo lánh, sẽ không dễ tìm ra chúng ta đâu. Thật tốt quá, các cháu an toàn trở về. Quạt hàng băng không còn nữa. Từ giờ không cần lo có ai bị biến thành người tuyết nữa rồi. Thành thật xin lỗi, là tôi đã làm hỏng quạt hàng băng. Tôi đã hại mọi người không có cơ hội biến trở lại nữa rồi. Không sao đâu, chúng tôi sống như thế này cũng quen rồi. Nhưng mà tốt nhất các cậu nên mau chóng đi khỏi nơi này đi. Nếu cứ ở lại đây thì sẽ rất nguy hiểm đó. Không được, tôi sẽ đi tìm các mảnh vỡ của quạt hàng băng và tìm cách sửa nó lại. Có thể sửa lại được sao? Tớ có thể thử. Nhưng mà hiện giờ khắp nơi đều là binh lính, chúng ta căn bản không thể ra ngoài tìm được. Trên thế giới này không có nơi nào mà đại vương sói xám không thể đi. Mọi người cứ ở đó chờ tin tốt của tôi đi. Chúng ta hãy cùng nhau đi đánh lạc hướng binh lính để sói xám dễ dàng đi tìm các mảnh vỡ đi. Ai ở trong đó hả? Có giỏi thì đến đây bắt bọn tôi nè. Bọn chúng ở ngay kia. Ở bên kia có động tĩnh kìa. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Tuyệt quá, tìm được một mảnh vỡ rồi. Cố tìm một chút nữa thôi. Có phải là do đi tìm quá lâu hay không? Sao mắt của mình cảm thấy khó chịu vậy chứ? Lại tìm được một mảnh rồi. Ngươi còn dám trở lại chỗ này sao? Lưỡi đao gió lốc. Đợi một chút. Để tôi cất mảnh này vào đã. Tạm biệt nha. Muốn lấy quạt hàng băng đi sao? Không có chuyện đó đâu. Đừng hòng chạy. Cậu đuổi theo kiểu đó là phạm quy đó, biết không hả? Có năng lực mà không biết dùng chính là ngu ngốc. Vậy thì tôi cũng lên đây. Sấm chớp tóc biên. Lêu lêu, đánh không trúng nha sói. Tên sói xám kia. Tầm nhìn của mình sao càng ngày càng mờ vậy? Mắt mình cũng càng ngày càng đau. Sao phía trước lại sáng như vậy chứ? Nhìn không rõ nữa rồi. Sao mình không nhìn thấy được nữa rồi? Hết sức chạy rồi sao? Cơ hội đến rồi. Bắt được ngươi rồi nè. Mau buông tay ra. Không buông. Lưỡi đao, đừng có hòng. Mau buông tay ra ngay. Dù không nhìn thấy đường thì nắm được cậu cũng đủ rồi. Chỉ dựa vào ngươi sao? Lưỡi đao, sấm chớp tóc biên. Âm thanh này hình như nghe không được tốt cho lắm. Sao lại chìm xuống rồi? Mau nhìn xem việc tốt mà ngươi làm kìa. Nơi này đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi nghe thấy phía bên công viên giải trí có động tĩnh lớn lắm. Chúng ta mau chạy qua đó xem thử đi. Đúng đó, hình như tôi cũng nghe thấy rồi. Là ai vậy? Thành công. Bóng tuyết
đồ kìa. Cứu tôi với. Không được chạy. Có quái vật kìa. Đừng qua đây mà, từ giờ tôi không dám làm vậy nữa. Toàn bộ binh lính đều bị chúng ta bắt hết rồi. Không biết phía bên sói xám thế nào. Chúng ta hãy đi tìm cậu ấy đi. Ừ. Thật sự là không còn nhìn thấy gì nữa rồi. Ui trời, cậu vui vẻ. Cậu đang ở đâu vậy? Đang nằm ngay ở dưới chân ngươi nè. Cậu vui vẻ, cậu không bị thương chứ? Chân của tôi. Sừng sao? Xin lỗi nha, cậu vui vẻ. Hình như tôi giẫm lên sừng của cậu rồi. Để tôi gắn nó lại lên cho cậu nha. Không phải là sừng mà là chân của ta đang bị một tảng đá đè lên. Tìm thấy rồi. Để tôi giúp cậu đẩy viên đá đó ra. Không phải ở hướng bên này. Bên này là đầu của ta đó. Vậy là bên này sao? Bên này. Hay là bên này? Cậu nói là bên nào? Cậu vui vẻ. Mù tuyết. Bây giờ ngươi phải nghe theo lời ta. Ngươi đi về phía trước theo hướng 3 giờ. Tảng đá ở ngay đó. Sau đó đặt cành cây vào ngay bên dưới tảng đá. 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Chính là hướng này rồi. Hiện giờ chân của ta đang bị thương rất nặng, không thể cử động được nữa. Ngươi mau hét lên gọi mọi người tới cứu chúng ta đi. Cứu chúng tôi với. Đừng hét nữa, băng tuyết bên trên sẽ rung chuyển đó. Đi trốn bên nào? Trốn bên nào đây? Bên phải. Nhảy sang trái. Cuộn sang phải 3 vòng. Ngươi không thể kêu nhỏ tiếng một chút sao? Vậy thì cậu thử coi phục thị lực cho tôi đi. Rồi tôi sẽ giúp cậu lên trên đó ngay. Ta chẳng có cách nào làm cho mắt của ngươi nhìn lại được đâu. Không phải là do cậu đã dùng kỳ lực làm mắt tôi không thấy đường nữa sao? Mắt của ngươi là do tiếp xúc với ánh sáng mặt trời phản chiếu qua băng tuyết trong thời gian dài cho nên mới thành ra như thế. Đây gọi là bị mù tuyết đó. Trong thời gian ngắn thì căn bản không có cách nào khôi phục hết. Vậy bây giờ biết làm sao đây? Tôi không nhìn thấy được nữa rồi. Cậu thì lại không đi được, lại không thể gọi người cứu. Vậy chúng ta không thể thoát ra được nữa sao? Vẫn là nên nghĩ xem có còn biện pháp nào không. Biện pháp sao? Tôi nghĩ ra cách rồi. Cậu trở thành đôi mắt của tôi, còn tôi sẽ trở thành đôi chân của cậu. Chúng ta cùng nhau trở lại mặt đất nào. Lẽ nào chỉ dựa vào chút sức lực của ngươi thôi sao? Vậy thì chúng ta cứ thử xem sao. Đừng có chạy như vậy. Đụng phải tảng đá rồi dừng lại. Người đứng yên ở đây một chút để ta xem thử làm cách nào để trèo lên đây. Chỉ cần leo theo hướng bên phải để đến chỗ sợi dây. Sau khi đến đó thì mình sẽ đá hắn ta rơi xuống lại nơi này. Đi về phía bên phải. Nghe theo lời tôi rồi trèo lên trên. Ở phía bên phải có một tảng đá to có thể bước lên được. Ở bên trái cũng có một tảng đá bám vào. Cứ như vậy tiếp tục leo lên. Hướng về bên trái một chút. Ngươi thật sự tin tưởng ta như vậy sao? Hai chúng ta bây giờ là anh em cùng một thuyền rồi. Đương nhiên là tôi tin tưởng cậu rồi. Ôi da, đau quá đi. Cậu nhất định phải ôm lấy tôi thật chặt đó. Ngươi cũng nhất định đừng để rơi xuống nha. Đến rồi, vĩnh biệt nhà sói xám. Ngươi cứ bị nhốt ở đây mãi mãi đi. Đau quá đi. Cậu vui vẻ. Sói xám ơi, sắp rơi xuống đất rồi. Người không sao chứ? Không, tôi không sao.
Sao lúc nãy ngươi lại nhảy xuống như vậy chứ? Không có lý do gì hết. Đừng nghĩ ngợi mấy chuyện này nữa. Ngày trước chính cậu đã giúp đỡ tôi mà. Cậu vui vẻ. Chúng ta vốn là bạn thân của nhau mà, không phải sao? Sói xám, ta đang ở sau lưng của ngươi nè. Ta với ngươi không phải là bạn bè đâu nha. Chỉ là cộng tác tạm thời thôi. Được rồi, là cộng tác tạm thời. Cậu mau lên đi, chúng ta thử lại lần nữa. Bên phải không dễ leo lên. Chúng ta đi sang bên trái đi. Được rồi. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng leo lên được đây rồi. Ngài cừu vui vẻ. Các người đến đúng lúc lắm. Mau đi sang đây hộ tống ta trở về đi. Tuân lệnh. Vậy tên sói kia xử lý thế nào ạ? Tuân lệnh. Sói xám. Sao thế? Mau nhận lấy. Đây là ơn cứu mạng lần này coi như ta trả lại cho ngươi rồi. Bây giờ chúng ta giải quyết việc công. Mau giao các mảnh ghép ra đây cho ta. Không, tôi sẽ không giao mảnh ghép nào cho cậu hết. Vâng. Sói xám. Tạm rút lui trước đã. Tuân lệnh. Sói xám, cậu có sao không? Tôi không sao. Mắt của cậu bị làm sao vậy? Là mù tuyết đó. Bây giờ tôi không nhìn thấy được gì hết. Vậy làm sao bây giờ? Đừng nóng vội, bệnh này vẫn có thể chữa khỏi đó. Chúng ta tạm thời rời khỏi đây trước đã. Sói xám, thứ trên ba lô cậu là gì vậy? Đây chính là thuốc chữa bệnh mù tuyết đó. Là ai đã đưa cho cậu vậy? Là cụ vui vẻ đã đưa cho tôi. Cái gì?